Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong 4 tháng gần đây, tức là từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2016, kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy tỷ lệ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của hầu hết các loại nông sản đều giảm so với năm 2015. Tuy nhiên, lượng thủy sản vi phạm lại nhiều hơn, chủ yếu là nhiễm hóa chất và kháng sinh cấm. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tỷ lệ mẫu rau quả vi phạm chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép là 3,15%, giảm so với năm 2015, 8,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn cho phép là 2,8%, tăng so với năm 2015, 0,89%. Tỷ lệ các sản phẩm chứa chất tồn dư hóa chất phụ gia, chất bảo quản còn ở mức cao, thủy sản chế biến là 12,84%, thịt chế biến là 8,18%, thực vật chế biến là 11,7%. Cùng với đó, không phát hiện salbutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm.